Chào cả nhà đã trở lại kênh An Nhỏ Miền Quê. Tối hôm nay thì nhà mình có bạn Hồ ở lại chơi. Mình có rủ anh Thảo, chị Hồng với chị Hai lên để nấu cháo trứng vịt lộn. Thì hồi sáng mình có mua 20 trứng với một miếng thịt bằm. Rồi chị Hồng mua thêm nấm rơm, rau. Nãy mình với nãy được có mấy cái rau dường à. Củ cải gì đã sắc sẵn rồi. Giờ mời tất cả các bạn cùng làm với mình cho vui nha. Món cháo trứng vịt lộn thì gừng là không thể thiếu, tại vì gừng giúp cho cháo của mình không có bị tanh. Giờ mình bắt đầu lắc trứng để mình luộc cho cái trứng nó đừng có bị bể ra với lạc rau. Giờ anh Hải phụ em lắc trứng đi anh Hải. Giờ chị Hai của mình ướp thịt bằm để mình dò viên, mình bỏ vô nồi cháo cho ngọt nha. Còn mẹ với Hồ thì đang lặt rau. Thịt này mình ướp gì hả chị Hai? Ướp tí xíu muối thịt nêm. Ủa nào muối nào ngọt? Ngồi đó buồn. Nay không đeo kiến thì ướp có mặn không? Thấy muối dùng ngọt để gần anh thêm chi tiêu nữa. Chị Hai Hải của mình đây mặc đồ đẹp quá trời luôn. Mặc đồ sáng quá ha. Đồ này là của nhỏ em dâu bà con bên chồng con cho nè. Dạ. Đẹp quá trời, mẹ ở đây mình không thấy kiểu này ha. Ừ. Mà chị thương. Nó cho con cũng ham quá mặc liền. Vậy mà con không nói mua cho chị Hạnh bảo. Chị Hồng ơi. Phụ em chị ơi. Nhân nhiều quá không giỏi. Hồi nãy giờ chị Hồng ở phía sau bắt nước. Chị Hồng bên bộ phận khói lửa. Kêu Hải lên phụ luôn. Anh Hải thì bộ phận lắc trứng. Lắc. Nó có kêu chíp chíp không? Chíp chíp là con gà kêu chíp chíp, chung vịt nó kêu dễ kêu ẩn vậy. Cạp cạp. Ủa mình lắc vậy để làm gì anh Hải? Mình lắc vậy đằng hồi cái mình nấu nó ra cái nguyên cái trứng á, nó không có bị rã ra, còn đỏ chứ còn với con vịt nó dính với nhau luôn á. Vậy hồi con nào rã anh ăn ấy nha. Ủa sao em thấy hai tay cầm hai trứng mà có một tay lắc một tay kia để im? Lắc từng trứng cho nó tay phải này mạnh hơn nè, mình lắc nó dễ mau hơn. Ủa Hồ vừa lắc vừa nghe nữa hay gì vậy? Nghe ra được chưa hả? Nghe cạch cạch là được á. Chị cạch. Nghe sụt sạc. Nó cạch 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 đó. Gì cạch cạch? Nó đụng vô cái thằng trứng cạch cạch. Ngồi tự nhiên nghe thú hình. Làm gì thú hình được. Đi tắm. Đó. Được rồi đó. Trời kêu vậy mấy tháng kia sao nãy vậy. Hình như này đúng nghề vậy nè. Chứ hôm đó mình lắc cũng đâu kêu dữ vậy. Đúng rồi. Hồ lắc hay quá. Đúng rồi, Hồ lắc hay quá, đúng nghề vậy. Chia sẻ bí quyết rồi đi chứ. Chắc cũng lắc nhiều lần lắm mà không Hồ. Chắc cưng ấy hay quá hả? Đó, của Hải được rồi đó. Cần nghe chị biết rồi đó. Nó kêu luôn á. Cái đó đúng. Lắc có một hai cái mà nó ra rồi hả?
lắc nhanh vậy, tao mau mau đi luộc đặng nấu chứ. Cái lắc đặng mày biết gì nào. Ôi chị Hồng ơi, nước sôi chưa? Mình đi đổ gạo vô chị Hồng ơi. Nước sôi rồi đó, nước sôi nãy giờ đi, em chị đi đổ gạo vô nồi. Thành công rồi đó. Để ăn hồi nữa mình nóng cái khuya quá. Mình đi luộc cái trứng gà này, còn hồi đi rửa ra giùm anh Hải đi. Nãy giờ chị Hồng cũng bắt cho mình là nước sôi, giờ mình để gạo vô nha. Gạo thì mình đã rang sơ qua rồi cho cái mình nấu cho nó nhanh hơn á. Mà mình nấu cháo gạo rang thì thường ăn nó ngon hơn là gạo mình không rang. Em luộc nấm. Nấm này nãy chị Hồng có rửa với ngâm nước muối rồi phải không chị Hồng? Rửa với ngâm nước muối rồi. Cái nấm nó bớt ngon hả con Tè? Ừ. Rất bớt dạ, ngọt chứ. Ăn ngon. Mày hơi nhỏ chắc mình dễ làm đôi được vậy hả? Nó thật có cục bự, cái cục cũng hơi bự. Chị Hai, cái gừng này mình để vô luôn hay là đợi cháo chín thì mới để chị Hai? Để vô luôn cho nó cái nước mà mình để dịch sao nó không có thanh á, nó ăn ấm bụng nha. Này không phải là gan với gạo mà để vô con nấu cái nước nó không có ra đục mà nó thơm nữa. Dạ. Cũng như gừng mình để tươi thì để vô cái nước nó cháo nó đục hả? Ờ nó hơi ra đục, còn này gan chung với gạo luôn nó sẽ thơm hơn. Chị Hai mình kinh nghiệm quá trời ha. Nấu lại kinh nghiệm gì, chị nấu theo ý chị vậy mà không biết người ta thì làm sao chị không biết nè. Rồi à, cháo mình giờ cũng đã sôi rồi nè cả nhà. À, chị Hồng của mình vớt bọt rồi, chuẩn bị để cái thịt bằm hồi nãy vô á cho nó ngọt rồi cháo. Hấp dẫn quá ha chị Hồng. Ừ. Trứng vịt không thì mình ăn cũng được, nhưng mà đợi mình để thêm thịt nó sẽ nó ngon hơn. Cháo xôi chín chưa chị Hồng? Gần được rồi nè. Giờ chị bỏ cà rốt với lại nấm vô nha. Dạ. Nấm nè. Ôi nồi này ngọt dữ lắm luôn á. Thịt nó chín nổi lên trên ha. Ừ, nó chín rồi nó nổi ra. Chị Hồng nấu nồi cháo nhìn thấy thèm bắt mắt quá. Chị bỏ thêm hành. Trời ơi nhìn đẹp quá. Em thèm lắm luôn rồi đó. Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Giờ mình còn đợi mình đập trứng mình để vô nữa là xong. Chị bỏ gừng sắc lát vô luôn nha. Còn cái hành lá thì mình để sau hay là sao chị Hồng? Ừ, cái hành lá chị cháy sẵn rồi, hồi nữa gần xong rồi mình để vô luôn. Dạ. Rồi mình để cho nấm với củ cà rốt chín thì mình đập trứng vô nữa nha. Tại trứng mình cũng có luộc sơ qua rồi đó. Ở cái hộp này sao nhỏ xíu vậy? Bóp gớt cho nghe sao. Hết chưa anh Hải? Còn. Bà có mướn cái nhà trọ kế bên. Bà để đồ còn. Bà mướn thì cái nhà trọ đằng kia con ngồi. Nồi cháo của mình giờ đã chín rồi nè các bạn. Ôi nhìn hấp dẫn chưa nè. Cà rốt nè, nấm nè, gốc hành nè, hành lá nè. Rồi thịt băm nữa. Ngon quá chị Hai. Giờ chị Hai múc ra cái nồi giùm em để lên cái bếp cồn á, cái mình nhúng rau nha. Để chị múc. Dạ. Thơm quá, đói bụng quá chị Hai.
Chị Hồng nấu ngon thơm. Chị Hồng đặc biệt là nấu cháo ngon nha. Chị làm món gì nào chị ăn chị cũng vừa ý, ngon gì đâu. Vậy em chị vậy? Em chị ra nhà chị Hồng ở. Thôi ta nữa. Rồi đi ra ngoài nữa. Thấy chị nấu ngon kìa. Cái đồ ra. Chị Hồng ngon thiệt. Cháo của mình giờ cũng đã bắt lên nồi lẩu rồi nè. Trứng vịt mình cũng đã đập ra. Rau thì mình đã rửa sạch. Giờ mình chuẩn bị mời tất cả các bạn cùng ăn cháo với gia đình mình nha. Mời mẹ, mời anh Thảo với anh Nhân vô ăn cháo. Rồi vô, đợi nó chết. Mời chị Hồng, chị Hai. Hồ, ngồi vô bàn dùng cháo đi anh Hải. Vô liền. Bữa tối mà nồi cháo bay khói lên nhà nhìn hấp dẫn quá ha. Thơm lắm. Con ngồi con hứng hết. Anh dắt chanh vô hả? Cái hộp dịch của mẹ có thiếu cái nè, trứng của con bụi chả nè. Hôm nay anh Thảo của mình mắc đi làm nên là ít vô đây lắm. Nay được anh Thảo vô chơi. Múc vô đi anh Hải, ăn đi. Hồ ăn đi Hồ. Mời cô chú anh chị, mời cả nhà cùng ăn cháo với gia đình mình nha. Thử nhân rồi mình cứ thử cái sợ ngày đúng không? Mẹ cũng thấy đang đang mà không phải ha. Cháo này vừa ăn nè. Cháo này mình để cái cục thịt này nó béo dữ lắm. Chị Lem vừa ăn chưa? Vừa ăn. Nhìn anh Hải diễn tả rồi em thèm. Còn cái trứng vịt này thì khỏi nói rồi, cái trồng đỏ là quá béo luôn rồi. Cái lòng đỏ hơi cứng cứng á, ăn ngon kìa. Nhà mình đợi anh Thảo với Nhân đi làm hồ về nên mới ăn tối nè. Lâu dữ lắm mới có một ngày xung họp vậy. Nay là xung họp luôn ha, có hồ nữa nè. Có lão quà nữa nè. Lão quà đây. Thấy tay nghề chị Hồng nấu ăn ngon không hồ? Ngon. Cái gì đây ở luôn quá. Lâu quá. Thấy ra chị Hồng ở mới đúng. Chúng ta cùng dọn đồ ra ngoài chị Hồng. Mai về trở mình dọn nhà chị đây đi. Chị Hai Hải cũng cực quá mà khen chị Hồng không hồi chị Hai Hải chứ khóc luôn. Mới làm về mệt mà con vợ nấu trứng cháo ăn ngon quá. Chị Hồng chứ không phải em. Mới làm nữa không? Mới làm nữa. Chị ăn vậy mà mới không làm nữa sao? Nên nhà mình hợp mặt anh em đầy đủ vui quá. Mới làm cho coi ha. Không ai làm lại. Mời tất cả các bạn cùng ăn với mình nha.
nóng ngon quá. Đi ăn luôn vô. Dạ. Để em ăn thịt trước. Rau từ từ. Rau từ từ. Rau ăn là. Nên mày để cho Hồng. Hồi nãy giờ em đứng ngoài mà em thèm muốn chết luôn ạ. Đây, rau tới đây. Ăn đi hai. Cái rau đừng con nó nóng thì nhai ngon. Nhắc theo là nhận nhắc theo là cố bánh phồn rồi sóc chan nước này vô. Thịt vịt chấm muối tiêu ngon, muối tiêu dắt chanh ngon tưởng không được không. Thấy cưng ăn mà ăn cửu cũng không được. Chấm muối tiêu nè, để vô ngon vậy. Không thể cưỡng lại. Mình ăn cháo xong mình uống trà cho nó ấm bụng. Uống trà nóng ngon quá. Hôm nay nhà mình rất vui khi có Hồ ghé nhà chơi. Hồ có mua hai bộ áo bà ba để tặng cho mẹ. Hai bộ áo bà ba Hồ tặng cho mẹ. Hồ tặng mẹ hả Hồ? Khóc luôn rồi. Trời ơi. Tặng mẹ là khóc luôn nữa. Mẹ cảm ơn con nha. Để mẹ lấy cho chị Hồng với anh Thảo từ ngang ra xem. Ồ đẹp lắm không? Ồ đẹp, dễ làm mấy áo bà ba đẹp lắm hả? À, kéo lửa quá trời luôn ha. Ai lửa gì con? Dạ, bẻ cái lửa. Ờ, áo này mấy áo bà ba đẹp lắm nè thấy mẹ. Mẹ cảm ơn bạn con nha, lửa cho mẹ hai màu áo đẹp quá. Màu tím này cũng đẹp mà cái bông này cũng đẹp nè. Màu tím này chị Hồng cầm ngựa kìa. Nè, ở trong đây mới đúng nè. Đó. Mặt trái nữa. Dạ, cầm trái. Nè. Đẹp quá ha. Bông này lên áo ba đẹp. Bông này bông này bông cúc. Cúc đào. Cái này chứ ta. Bông đó bông cúc đào. Bông đó bông mẫu đơn á. Cái áo này cũng đẹp nè. À. Bông mẫu đơn. Có cái bông này hay là chồng mà tự tích tí chứ. Nè. Cái này thương ha. Đẹp quá. Cú là ghê, cú hiếp mà. Đâu có em khen. Em đẹp. Ừ. Chưa gì chưa. Ốm ốm thử thím thử coi. Ờ ốm mình thím nè. Ờ đó. Đây. Màu đó. Đẹp quá ha. Đẹp không các bạn? Đẹp. Đẹp quá. Vậy là Tết nay mẹ mặc áo bà ba. Nhiều nha. Trà này mới nào mình uống vô đắng mà sao cái hậu ngọt ngọt nó nở. Trà bắc. Đúng trà đó. Mới đầu uống vô thấy đắng nhét rồi sao mình uống nước miếng từ từ xuống thấy ngọt ngọt. Cái hậu nó ngọt. Hồi xưa ở đây đâu có ai uống. Uống cái trà bắc này đâu. Uống người ta bỏ. Bây giờ ai uống trà bắc không? Mà sao giờ người ta chuộng trà bắc không? Bây giờ là đòi trà bắc không á. Uống cái trà này mình mắc uống hoài à, nó cứ ngót ngót ngay cổ á. Uống trà bắc mà nhớ mấy bé nữa. Clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ gia đình mình xin chào và hẹn gặp lại.